Ok, hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta tiếp tục quay trở lại với tựa game Rắn Săn Mồi. Vâng, thì hiện tại mình đã tích được khoảng 12.000, hơn 12.000 vàng một tí xíu nha các bạn. Và với 12.000 vàng thì mình có thể mua được tất cả những con sâu ở trong cái game này rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lựa một con sâu có cái skin đẹp nhất để chúng ta đi mua. Đó, hiện tại mình đã có cái con sâu màu xanh với cái cằm rất là nhọn này rồi. Đó, con này cũng khá là mắc, 11.500 vàng. Ok, hai con này là mắc nhất nha các bạn. Hai con này là hai con sâu với quả giáp cực kỳ đẹp, mang cái đầu lâu của người ngoài hành tinh. Vâng, chắc có lẽ là hai con sâu này là hai con sâu mắc nhất. Còn lại là những con sâu kia thì con sâu xúc xích này thì cũng tầm khoảng 10k vàng. Đây, 10k vàng. Vâng, riêng sâu xúc xích thì mình đã có được một con sâu này rồi. Đấy, nên là mình sẽ tạm thời không mua con sâu xúc xích này. Bây giờ mình sẽ sử dụng vàng để mình mua cái con sâu này nha các bạn. Ok, mình đã mua cái con sâu với cái quả giáp quả đầu của người ngoài hành tinh. Bây giờ chúng ta sẽ đi chiến đấu với một cái nhiệm vụ. Ok, let's go. Ui, rất nguy hiểm. Không được anh em ạ, vẫn chưa được. Vẫn chưa có một pha tiêu diệt nào cả. Vâng, chúng ta có khoảng 5 phút để chúng ta đi thu thập được 15 cái phần thưởng. Liệu có được kịp không anh em ạ? Vâng, đây là một cái bình. Ô, vẫn chưa được, vẫn chưa được một pha nào cả. Khó phết đấy. Luộm cháo quá thơm anh em ạ. Một pha tăng ga đá số và hai thanh niên đã bay màu ngay lập tức. Quá thơm anh em ạ. Ok, mình sẽ vừa đi tiêu diệt rắn và mình vừa đi lượm phần thưởng để chúng ta sẽ có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ của cái clip ngày hôm nay. Vâng, cái clip ngày hôm nay chúng ta sẽ đi lượm 15 cái phần thưởng. Nhắc lại cho các bạn xem nha. Ok, và mình sẽ review một cái skin cực kỳ đẹp luôn. Quá hay rồi. Ok, let's go. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào trung tâm các bạn ạ. Vẫn chưa có quà xuất hiện. Chưa có quà và chưa có những con sâu để mình tiêu diệt. Đây rồi, một em nữa đã bị mình tiêu diệt rồi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ đi thu thập cái phần thưởng để hoàn thành cái nhiệm vụ với 15 phần thưởng của ngày hôm nay. Wow, một con rắn siêu to anh em ạ. Quá đã. Quá to luôn. Ui, cái đầu của nó kìa. Nhìn kết thật đấy. Quá đẹp luôn. Một pha bẻ lái phải nói là đẳng cấp. Và một thanh niên siêu to đã bị bay màu rồi. Phải nói là thanh niên siêu khủng anh em ạ. Đó chắc chắn là một con rắn nó nằm ở trong cái top 1 server. Ok, chúng ta còn hơn 2 phút nữa để hoàn thành cái nhiệm vụ của ngày hôm nay. Vâng, đây là một thanh niên nữa cực kỳ khủng. Và một trong những con rắn top 1 server. Chắc chắn là như thế rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình bám theo nó để mình vẩy cho nó một phát. Đấy, cái đầu của nó đây rồi, đây rồi. Lượm chảo. Quá thơm anh em ạ. Vâng, có thể nói là cái skin này đánh rất là sướng luôn. Rất là hên nữa. Anh em có tiền cứ làm thử cái skin này chơi nhá. Với 11.500 vàng thì nó đáng đồng tiền bát gạo đây anh em ạ. Ồ, lại đồ ăn free. Quá thơm. Vâng, ở bên kia có một cái phần thưởng nữa anh em ạ. Quay. Ok, chúng ta đã hoàn thành cái nhiệm vụ của ngày hôm nay là thu thập được 15 phần thưởng rồi. Vâng, và bây giờ nhiệm vụ của chúng ta sẽ đi tiêu diệt những con rắn top 1. Top đầu server các anh em ạ. Một thanh niên nhoi nhoi.
Ngay lập tức thanh niên đã bay màu rồi. Lại có đồ ăn free, quá thơm. Đấy rồi, thanh niên này chắc chắn là sẽ toang rồi anh em ạ. Chắc chắn là sẽ toang. Wow, quá đi. Hai con rắn luôn. Hai con rắn ở ngay một vị trí anh em ạ. Ngay lập tức mình sẽ cho nó ra đảo luôn. Và con rắn này đang rất dẻo. Gọi là cực dẻo luôn anh em ạ. Cực dẻo, đấy rồi. Ok, chúng ta đã lên được 15.000 điểm rồi. Một số điểm cũng không phải là to. Nhưng mà nãy giờ chúng ta cũng đi tiêu diệt khá nhiều rắn rồi anh em ạ. Khá nhiều những con sâu đã bị chúng ta tiêu diệt. Vâng, đây là một con rắn tiếp theo. Ok các bạn. Vâng, một thanh niên ngáo ngơ. Vâng, áo tím à. Áo tím với chúng tôi à. À, con rắn này nó dám cà khịa mình anh em ạ. Rất nguy hiểm. Vẫn chưa có cơ hội để quay nó. À, đây rồi. Ngay lập tức chúng ta đã quay được một em rồi. Ok. Thơm. Quá thơm luôn anh em ơi. Ôi giời ơi, thơm quá mà cuối cùng là mình không ăn được cái phần thưởng đó. Ngay quả X5 luôn, ngay trước mặt mình luôn. Thế mới nhỏ chứ nhỉ. Đồ ăn free rất nhiều các bạn ạ. Quá thơm luôn. Một pha bẻ lái phải nói là đi vào lòng khán giả. Đây rồi, X5 của chúng ta đây rồi. Ấy, bạn tôi. Vâng, cơ hội để mình lên sự. Ui, nguy hiểm thật đấy. Tí nữa thì toang. Ok. Ok các bạn, chúng ta đã lên được top 11 server với 49.000 điểm rồi. Ôi thôi, đùa chứ. Phá đó không kịp bẻ lái luôn. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Và xin hẹn gặp lại anh em ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.